Lỗi trắng thai đen biến nghị trường Quốc hội thành nơi thanh minh bao che cho tội lỗi của ông Lê Đình Kình và nhóm đồng thuận và kết tội cho lực lượng chức năng. Ông Dương Trung Quốc đang nhận phải sự chỉ trích quyết liệt từ cộng đồng dư luận và người dân xã Đồng Tâm. Cách đây ít ngày, trên Facebook, Đất và Người Đồng Tâm đã đăng tải bài viết có tiêu đề Kình Quốc giao phối. Bài viết này đã vạch rõ sự gian xảo của ông Nghị Dương Trung Quốc trong nỗ lực chạy tội cho ông Lê Đình Kình và nhóm đồng thuận. Xin được trích một số đoạn trong bài viết này. Ô hay nhỉ, từ qua đến giờ thấy ầm ĩ vụ anh Nghị Dương Trung Quốc phát biểu về vụ việc Đồng Tâm nhà em. Chả biết anh Kình có chia cho tỷ nào không mà phát biểu hăng thế không biết. Anh Quốc ơi, anh biết đéo gì về Đồng Tâm nhà em mà anh nói như đúng rồi thế. Để thằng chăn lợn nhà em nói anh nghe nhé. Một là anh nên phân biệt đâu là dân, đâu là bọn tội phạm núp bóng người dân để lợi dụng khiếu kiện gây rối mất trật tự địa phương. Anh có ở Đồng Tâm ngày đéo nào đâu mà biết, anh về được tiếng đồng hồ, anh làm việc thì ít, chụp ảnh câu view thì nhiều, anh ra vẻ quan tâm, nhưng anh toàn nói chọc thối, anh ca ngợi mấy thằng phá hoại, anh có biết chúng gây rối từ năm 2012 đến nay rồi không? Chúng kiện hết chỗ này, lại kiện chỗ kia, kiện hết người này sang người kia, anh có biết tại sao không? Vì chúng đố kỵ hằn thù cá nhân thôi. Thứ hai là anh coi việc chúng bắt giữ cán bộ chỉ là chuyện bình thường như việc họ nuôi dưỡng cán bộ. Anh lại nói cái kiểu anh Trung chủ tịch là không biết thành phố Hà Nội đã thanh toán tiền cơm cho họ chưa, họ bỏ tiền túi ra nuôi cơm cán bộ. Anh thử tưởng tượng ngày mai cái bọn đồng thuận ý nó đến bắt cả lò nhà anh đến một chỗ nào đó, nhốt cả lò nhà anh vào, anh bô đến tận đít nhà anh nỉa, xong cho anh ăn xôi, bánh mì sáng, trưa cho anh ăn cơm hộp, bánh mì, nước uống. Thì anh có nói với họ là đang có công nuôi cả lò nhà anh không? Em nói nghĩ anh là đại biểu quốc hội hẳn hoi, anh phải khôn hơn cái thằng trồng rau nuôi lợn như em chứ nhỉ? Hóa ra thật mà thất vọng và không nghĩ rằng một người có trình độ như anh lại nhận thức hạn chế như vậy. Hay lão Kình già đấm xôi đấm thịt vào họng anh rồi nên anh phải nói thế. Thứ ba là anh lại nói đã khởi tố người dân Đồng Tâm vi phạm, nhưng những cán bộ đánh dân vi phạm pháp luật vẫn đứng ngoài làm người dân bức xúc. Tại sao anh lại có thể nói câu đó mà không đưa ra chứng cứ nào? Anh có căn cứ gì mà anh dám nói trong vụ Đồng Tâm cán bộ đánh dân vi phạm pháp luật? Anh nghe lão Lê Đình Kình nói như vậy phải không? Anh có biết lão đang vu khống trắng trợn cho một đồng chí công an huyện đánh lão không? Khi chưa một cơ quan nào có tài liệu khẳng định điều đó, nhưng anh dám nói vậy là anh đang vu khống nhé. Nghiêm trọng hơn, anh sẽ làm nhiều người hiểu sai về nó. Anh làm sao biết được cái độ xảo quyệt của lão Kình già? Anh không thấy là cả con của lão ý, họ hàng hang hóc nhà lão ý còn không tha, anh là cái thá đếch gì? Còn việc lão Kình vu khống là bị đánh thì tất cả do lão bịa ra, vụ việc đó sau này sẽ rõ, đấy là việc của cơ quan điều tra, việc anh đéo đâu mà phán bừa. Thứ tư là anh nói sao không đối thoại với dân, không xuống dân, không nghe dân, anh chẳng hiểu đếch gì. Việc gì phải đối thoại với bọn tội phạm? Chúng dùng mọi chiêu trò thủ đoạn để gây khó dễ cho công an Hà Nội, thậm chí chúng còn chửi bới đe dọa nữa. Vậy đối thoại là thế nào hả anh? Còn trong bài viết, nỗi thất vọng mang tên Dương Trung Quốc thì người ta ghi thế này. Những người dân Đồng Tâm cũng đặt ra câu hỏi là ai là dân? Ai bị bắt một cách vi phạm? Theo những người dân Đồng Tâm chân chính, việc ông Dương Trung Quốc đánh tráo khái niệm dân với tội phạm, đối thoại với đầu thú là một nỗi thất vọng lớn với một người ngồi ở cái ghế nghị sĩ để làm luật cho nước nhà. Người dân Đồng Tâm thắc mắc, ông cho rằng dùng từ đầu thú là không ổn và cho rằng chúng ta mất hết ngôn ngữ đối thoại với dân. Họ đặt ra câu hỏi, không biết ông Kình già có chia chác cho ông cái gì không mà ông nói không dùng từ đầu thú. Và họ giải thích việc bắt giữ 38 cán bộ của thành phố Hà Nội và huyện Mỹ Đức trong một tuần, phá hoại tài sản và nhiều hành vi khác là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Không lẽ ông là đại biểu quốc hội lại không biết? Mà vi phạm pháp luật hình sự là tội phạm thì trả ra đầu thú là gì? Có gì mà không ổn? Cái không ổn ở đây là ông đang có con mắt phiến diện, cố tình không hiểu bản chất sự việc và ông đang cố tình đánh đồng hai cụm từ tội phạm và người dân, hay nói đúng là tội phạm núp bóng người dân. Những người tham gia, dù là kẻ kích động cầm đầu,
là tổ đồng thuận hay những người bị lừa gạt, kích động đều là những người đã vi phạm pháp luật. Việc vận động những người vi phạm phạm tội ra đầu thú của cơ quan công an là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật, mà ông cũng là người được biểu quyết khi thông qua các quy định này, không lẽ ông lại không hiểu? Có thể nói chưa lúc nào hình ảnh về một ông nghị Dương Trung Quốc lại quen ố như lúc này. Từ một ông nghị được biết đến là nhà sử học, nhưng với những phát ngôn có phần xét lại lịch sử, và giờ là chẳng còn phân biệt đâu là tội phạm, đâu là người dân, không phân biệt được những khái niệm đơn thuần nhất về pháp lý và đầu thú và đối thoại, ông Dương Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chỉ trích ném đá của dư luận. Người dân đồng tâm có lý do để nghi ngại khi đặt ra câu hỏi, không biết ông Kình già có chia chác cho ông cái gì không mà ông nói không dùng từ đầu thú. Chả biết anh Kình kia có chia tỷ nào cho ông không mà ông phát biểu hăng thế không biết. Một vị đại biểu quốc hội như Dương Trung Quốc mà không phân biệt được đâu là tội phạm, đâu là người dân, đâu là đầu thú, đâu là đối thoại, thì rõ ràng đó thật sự là một nỗi hổ thẹn. Chẳng lẽ ông Dương Trung Quốc lại tự cho mình, cho mọi người thấy rằng là mình đang ngồi nhầm chỗ hay sao?